Ok, hai giờ các bạn nha, và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stoby Gaming đây các bạn. Ok, thì đây, các bạn cũng biết là ai không? Đây, chính là Nobita các bạn nha. Các bạn thấy ngày hôm nay Nobita có lạ không? Thì ngày hôm nay á, Nobita đang hóa thân thành á, chú hề Cloud các bạn nha. Trời ơi, các bạn thấy hóa thân á, coi giống không các bạn? Còn có thêm hả cái dao giả nè, đó. Đây chỉ là cây dao nhựa nha các bạn, tại vì ngày hôm nay á Nobita và Doraemon sẽ hóa thân để đi chơi Halloween sớm các bạn. Đó, ở trong tủ đồ của mình á thì ngày hôm nay Nobita vừa mới mua được bộ đồ Cloud, mặc vô nhìn rất là giống hả chú hề sát nhân thiệt luôn các bạn ha, giống như là Cloud Killer vậy các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi chơi chung với lại Doraemon nha các bạn. Mình và Doraemon á sẽ thỏa thuận với nhau là mỗi người hóa trang á thành một sát nhân khác nhau các bạn, và không ai được biết trước ai sẽ hóa thân thành ai các bạn ha. Đấy, cho nên thì mình không biết á, là Doraemon bây giờ á hiện đang hóa thân thành ai các bạn. Thì Doraemon hóa thân xong nãy giờ rồi các bạn ha, chắc theo mình nghĩ là như vậy á, chắc là mình không biết nó giờ đang ở đâu nữa. Đâu, để mình soi gương thử này các bạn. Ui, nhìn rất là hầm hố luôn các bạn ha. Đó, Cloud the Killer, hai màu trắng và đen các bạn. Doraemon ơi, Doraemon, bạn hóa thân xong chưa vậy hả Doraemon? Bạn đâu rồi Doraemon? Tao đâu mất tiêu rồi ta. Để mình đi kiếm thử coi. Nè Doraemon, bạn hóa thân xong chưa Doraemon? Bạn hả Doraemon? Wow, ngày hôm nay á bạn hóa thân thành Michael Myers luôn hả? Michael Myers này là một phiên bản giống như là vừa mới bị té xe xong nhé các bạn. Các bạn coi cái mặt nè, chắc là bị cha xuống đường á, đang thui lùi luôn hay gì nè. Với lại cái tại bên đây thì cũng hả bị chày và tươm tướm máu xíu các bạn ha. Giống như là vừa mới bị té xe chà cái mặt ở bên đây nè các bạn. Chà nguyên cái người ở bên đây nè. Cái áo cũng có màu đen 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 nữa nè các bạn. Cái tay thì cũng bị chày bên đây nữa ha. Còn bên đây thì chỉ chày ít thôi. Đây là phiên bản Michael Myers té xe không nội. Quá nhiều hóa thân giống gì cha. Nè Doraemon, mình hỏi bạn, bạn có nghe không vậy Doraemon? Quầy, không nói chuyện luôn các bạn. Cái này nhập tâm dữ thôi nha. Cái này là phải thành diễn viên Hollywood rồi chứ không còn là Doraemon nữa các bạn ơi. Thôi được rồi, bạn muốn hả thành Michael Myers 100% vậy á thì ok, mình để cho bạn hả thành Michael Myers 100% luôn nha. Đó, đó, ngày hôm nay thì Nobita cũng đang chuẩn bị một chiếc mô tô các bạn ha. Đó, đây là cái con mô tô Carbon RS các bạn. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ Doraemon, mình chỉ đang thử xe thôi coi là xe này chạy có ok hay không. Đó, rồi lên xe thôi Doraemon, đầu đi thôi. Đó, rồi ok, Doraemon nó không nói chuyện thôi nhưng mà nó cũng biết nghe nha các bạn. Má hóa thân gì đâu mà giống dữ trời, không nói chuyện với mình luôn, im re luôn các bạn, ghê thiệt chứ. Rồi, cái địa điểm ngày hôm nay tụi mình sẽ đi ở chỗ 501 nha. Đó, mình vừa mới đăng ký vô chơi cái lễ hội Halloween chung với lại một cái party ở bên đó, cho nên là mình mới về mình rủ hả Doraemon đi chơi chung với mình á. Còn Suka cho em và Seiko thì ngày hôm nay tụi nó có công chuyện ha, cho nên là tụi nó sẽ không có đi chơi chung với tụi mình, chỉ có mình và Doraemon thôi các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay á, Doraemon nó hóa thân thành Michael Myers mà bộ đồ màu xanh cũng giống như là cái nước da của hạt Doraemon cũng là màu xanh luôn á các bạn ạ. Nhìn rất chi là chí luôn ấy chứ. Wow, quá dữ. Vậy là ngày hôm nay á, Nobita và Doraemon sẽ hóa thân thành hai tên The Killer các bạn ha. Hai tên sát nhân, một đứa là Cloud Killer, còn một đứa là Michael Myers kẻ giết người hàng loạt. Quá là ghê. Nhưng mà nhìn cái mặt của Nobita này nó quá trang còn ghê hơn nữa các bạn ha. Tánh trắng hả nguyên cái mặt rồi xong còn hả làm cho hàm răng mình đầy máu nữa. Wow, cái này mà gặp buổi tối á, không ai biết được á, là hóa trang hay là hả Halloween luôn á các bạn. Theo mình nghĩ là như vậy á. Rồi ok, xuống thôi Doraemon, bắt đầu mình đi vô buổi lễ Halloween này ha. Ngày hôm nay thì buổi lễ Halloween này tụi nó tổ chức ở trên chung cư các bạn, ở trên tầng cao ở trên kia kìa. Rồi mình đi vô được rồi nè. Hello anh trai, tụi em nhớ báo danh nha. Em á là Nobita, hồi bữa em mới có đăng ký của anh rồi đó. Còn đây là thằng bạn em Doraemon, đều có tên trong danh sách hết rồi đó anh trai. Anh trai kiểm tra đi anh trai. À rồi 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 ok, anh lấy tên hai đứa rồi. Rồi hai đứa vô tiệm bật tê đi, tiền có hai đứa, mỗi đứa 200.000 nha. Tính tiền nước uống đồ ăn đồ các kiểu á. Dạ ok anh trai, ok anh trai. Trời ơi, các bạn thấy cái buổi lễ nghe Halloween của tụi mình như thế nào các bạn nha. Trời ơi, ở trong đây á
là một cái quan tài nát các bạn, còn để hình nó một cái con người ngoài hành tinh đó, đúng không? Đây là con người ngoài hành tinh, đúng không các bạn? Các bạn biết đây là ai thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nha. Còn anh trai kiểm soát người này hình như là đang quá trang thành kẻ hủy diệt, đúng không các bạn? Đúng rồi. Với một bên mặt thì giống như là bị sạm do là bị mất cái lớp thịt ở ngoài, hai con mắt là màu đỏ. Thế mình suy nghĩ là như vậy chứ mình không biết đây là nhân vật nào. Rồi đi thôi Doraemon ơi. Trời ơi, này hóa trang nhìn rất là giống luôn á các bạn. Còn có hai tấm bia mộ đây nè. Chị gái này là ai đây? Chị gái này hình như là Batwoman đúng không các bạn? Ở bên kia thì có Batman, còn bên đây thì Batwoman. Nè Doraemon, thì vừa chơi Doraemon, mày làm gì mày đứng ngoài đó mày lấp ló vậy? Doraemon, mày nghe không vậy? Thằng này ngày hôm nay nó làm sao ta? Thôi kể đi các bạn ơi. Nó không vô thôi mình vô ha. Buổi tiệc đang vui quá trời luôn nè. Trời ơi, anh trai này quá thân thành tội phạm. Còn á, ông nội này thì bắt buộc được cảnh sát mà đòi đầu con heo. Đây là người ngoài hành tinh hả? Không phải các bạn ơi, giống như là người đang thám hiểm ngoài hành tinh á. Còn chị gái này thì quá thân cũng rất là giống mình luôn nha. Chị gái với là anh trai này nè. Ngày hôm nay còn có cả Michael nè các bạn. Hôm nay còn có cả chú Michael và chú Phan Liền nè. Ui, chú Phan Liền ngày hôm nay quá trang thành là hả 369 luôn các bạn. 369 hay 619 của WWE á. Thì cái thằng đó mình cũng quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới nha. Tại vì ngày hôm nay á quá trang rất là nhiều luôn, cho nên là mình không thể nào nhớ hết được à. Trời ơi, hình xăm chừng hầu nam các bạn. Còn anh trai này chắc quá thân thành quách tóc các bạn ha. Game quách tóc các bạn, rất là đông luôn á các bạn. Trai này quá thân thành gì đây, mình không biết luôn. Này giống như là có cả Hitman nữa kìa các bạn. Tên sát nhân Hitman nè. Má quá trang ghê vậy. Uầy, cơ bộ vui nha. Đồ ăn, đồ các kiểu rồi cũng khá nhiều luôn á. Trái cây nè các bạn, trà sữa, đồ nước, đồ các kiểu ha. Còn trong đây thì ghê thiệt. Uầy, trong đây là một cái party của giới nhà giàu các bạn ơi. Trong đây là Halloween cũng giới nhà giàu các bạn ha. Còn trai này thì mặc nguyên bộ đồ xương xấu gì các kiểu. Đây không biết là có gì trên đây không nữa. Để mình lên mình xem thử như thế nào nha. Trên đây cũng có nữa kìa các bạn ơi. Nhưng mà trên đây thì Halloween nó như thế nào ấy. Sao mà chụp hình gì các kiểu gì, mặc đồ gì nhìn nó hơi mát mẻo ha. Còn bên đây thì sao? Quá dữ luôn, trời ơi. Nhà này nó còn giàu hơn hả nhà của Nobita nữa các bạn. Còn mấy cha này xếp hàng nó dưới đâu đây? Cái phòng này phòng gì đây mà xếp hàng dữ vậy? Ây da, ông nội, đây là ông nội chơi vồ. Ông nội chơi vồ đang làm gì đây? Trời ơi, đi vệ sinh mà tới nội cũng xếp hàng luôn hả mấy ma mấy bá ơi. Ghê thiệt, đi vệ sinh mà cũng xếp hàng quá trời xếp hàng. Wow, ông nội đồ quá đẹp. Đây là một cái gọi là chung cư để tổ chức Halloween, cho nên là mình có thể là đi đâu bất cứ ở chỗ nào ở trong căn nhà này cũng được các bạn nha. Không nhất thiết là tụi mình phải đi vào một cái khu vực mà gọi là nó phải cụ thể. Đó, mình muốn đi đâu cũng được. Tại đây là nó toàn bộ là nó dành cho tổ chức Halloween hết mà các bạn. Ở bên đây còn cái giường để ngủ nè. Không biết nằm ngủ được. Trời, nằm ngủ được luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi. Từ sáng giờ quá trang đi mua đồ mua đạc á, cũng khá là nhiều á các bạn. Ở chỗ này nằm ngủ được mình nằm ngủ luôn ha. Ui, ở đây có Doraemon nữa kìa. Doraemon đâu lên tới đây hay vậy? Hồi nãy kêu đi không đi. Bây giờ đi. Hỏi Doraemon ơi, bạn đi một vòng bạn chơi đi, để tôi nằm ngủ xíu nha. Ngủ ấm rồi đó. Trời ơi, ngủ một giấc đã quá mọi người ơi. Ngủ mới có một giấc tối luôn rồi hả các bạn. Nhìn cơ, quay trời tối luôn rồi. Vãi, thành ra buổi đi chơi Halloween của mình ngày hôm nay là những buổi đi ngủ hả? Chết thật. Ây da, Doraemon đâu rồi, tất cả mọi người ở đâu rồi? Anh trai này bị gì nằm đây đây? Nè anh trai ơi, anh trai. Ui, chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà đây? Anh trai này hồi chiều đang thay đồ tự nhiên sao bây giờ nằm chèo quéo đây luôn rồi. Tất cả mọi người đâu hết trơn rồi. Ôi, sao tự nhiên lại có mấy người bị trái đen thui nằm ở đây dưới này? Hồi chiều đây đông lắm mà. Ở đây cũng có người chết nữa này các bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồi chiều vẫn còn đang rất là đông và vui mà. Có ai nói cho mình biết được không vậy? Hello, còn Doraemon đâu rồi? Nè Doraemon, bạn đâu rồi hả Doraemon? Uầy, ở trong đây hình như á là vẫn còn hai anh trai á đang làm gì trong đây nè. Ở này hai anh trai ơi, hai anh trai. Ui, hai anh trai như đang hút thuốc rồi đang nghe nhạc xịn lắm, ngồi sao không biết gì luôn á các bạn. Còn duy nhất hai anh trai đây à, còn tất cả mọi người trong phòng này á đều chết hết rồi. Doraemon, bạn đang đâu vậy hả Doraemon? Ê, hy vọng là Doraemon nó sẽ không bị cái gì các bạn ha. Nếu mà nó bị cái gì á là chắc mệt luôn á, vãi thật. Ây da, trời ơi. Ê Doraemon, bạn không Doraemon? Sao tự nhiên ngày hôm nay á bạn quay tấn công mình vậy Doraemon? Uầy,
Doraemon tấn công mình quá trời luôn kìa các bạn. Nè Doraemon, bạn bình tĩnh đi Doraemon à. Nè, bạn bình tĩnh đi Doraemon. Bạn đang làm gì vậy? Hả? Ây da, hình như đây không phải là Doraemon của bạn ơi. Hình như á, nó là Michael Mayer thiệt hay sao á. Nó tấn công mình quá trời luôn kìa. Mày, nè, nó không phải là Doraemon các bạn ơi, mà nó là Michael Mayer thiệt. What the hell? Chuyện gì đang xảy ra đây? Vậy là cái người á mà hồi chiều mình chở đi không phải là Doraemon hóa trang Halloween nữa, mà chính là Michael Mayer. Vãi cái nồi thiệt. Vậy thằng Doraemon đâu? Mình không hiểu bây giờ đang đâu luôn á các bạn. Đi ra mọi người ơi. Ây da, ghê quá mọi người ạ. Trời ơi, mình vừa xuống cái hả, mình bỏ cái bộ đồ hả Cloud Killer ra liền luôn ấy các bạn. Để mình chạy về nhà, mình coi thử có phải thiệt là Doraemon hay không ha. Hy vọng đó không phải là Doraemon các bạn ha, mà đó chính là Michael Mayer. Thôi ôi, bây giờ mình đang rất là sốt ruột luôn á, biết là mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Xem nữa mình đụng vô cái chiếc xe hơi kia luôn rồi. Thôi là mình né kịp, rất là né. Rồi ok, tới nhà rồi nè. Doraemon đâu rồi? Doraemon. Ủa, đây là Doraemon nè. Trời ơi, bạn hóa thân xong á, các bạn đi đâu mất tiêu rồi vậy hả Nobita? Mình đứng ở nhà, bạn đợi bạn quá trời luôn, mà không thấy bạn gì chơi hết á. Vậy hả? Trời ơi, hồi chiều, mình tưởng đâu á, Michael Mayer là bạn chứ. Mình tưởng đâu á, bạn hóa thân là Michael Mayer, đứng ở đây xong mình chở qua cái buổi tiệc hả, party Halloween nó chơi luôn rồi. Cái gì vậy ông nội? Tôi đâu có hóa thân là Michael Mayer đâu. Tôi tính hóa thân thành con robot màu xanh thôi. Tưởng như Michael Mayer nào đây? Ây da, vậy là hồi chưa mình chở nhầm Michael Mayer qua bên cái buổi tiệc party Halloween nó chơi. Và nó giết hết tất cả mọi người ở bển luôn. Sau đó mình hên lắm á, mình mới có thể đánh bại được nó và chạy về đây nè. Trời ơi, sao bạn không hỏi kỹ càng rồi bạn hãy chở đi. Bạn chở nhầm thằng Michael Mayer nhưng mà bạn còn sống. Sao bạn cũng may lắm rồi đó. Trời ơi, chứ biết sao giờ Doraemon mình tưởng đâu là bạn hóa thân nhập vai 100% chứ. Rồi ok ha các bạn. Và như vậy thì một đêm Halloween đầy bất ổn của Nobita khi mà chở nhầm Michael Mayer thiệt các bạn, đi qua buổi lễ party Halloween. Nhưng mà cũng may á là Nobita nó không bị gì ha. Và video của tụi mình tới đây là kết thúc. Và cảm ơn các mọi người đã xem clip này của mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ cho một like và subscribe. Nếu các bạn yêu cầu lấy ý kiến gì thì các bạn comment ở bên dưới nha. Bây giờ thì mình là Stormy, các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ơi. Bye bye.